Xuống group bút máy bọn ôn ngọt này mình chào quý vị và các bạn. Bữa nay mình lời nói đầu tiên thì mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Sơn Mỹ TV trong thời gian qua, và mình cũng rất mong là các bạn sẽ ủng hộ kênh Sơn Mỹ trong thời gian tiếp theo. Bữa nay mình đã đạt mốc 5.000 người đăng ký, bạn đạt mốc 5.000 người đăng ký thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, trong nước và ngoài nước, và anh em bà con gần xa. Thì bữa nay mình rất là biết ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình, và mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ kênh mình trong thời gian tiếp theo. Và bây giờ mình xin nói một số vấn đề về đua ghe ngon ở bên tỉnh Trà Vinh. Nói chung mình có nói rồi, bữa nay thì mình xin thông báo cho các bạn biết em. Bữa nay thì các ghe hạ thủy gồm 4 ghe các bạn, 5 ghe các bạn, bữa nay hạ thủy 5 ghe. Đầu tiên, ghe hạ thủy đầu tiên bữa nay là ghe Quất Bích của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Ghe thứ hai là ghe nữ Cô Trung của thị xã Nga Năm, ghe nữ. Và thứ ba là ghe nam của Điền Mùa, tỉnh Bạc Liêu. Và ghe thứ sáu là ghe Prom của huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Đó, thông tin cho các bạn biết là bữa nay các ghe hạ thủy các bạn. Thì theo thông tin thì sớm giờ thông tin thì mình nhận được á, thì cái bảng đấu thì nó giống như anh Quốc Hội nói vậy đó. Cái bảng đấu là 3 ghe 1.200m nam. Cái bảng đấu này là rất khó khăn. Cái bảng đấu này là ba ghe này là đều ba ghe rất là mạnh. Một là bị xây ra Ram Càng Long. Hai, Quất Bích thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Ba là Điền Mùa của tỉnh Bạc Liêu. Nói chung thì ba ghe này thì sẽ có hai ghe đi vô trong vô bán kết. Có ba ghe vô bán kết, nhưng mà mình hai ghe vô bán kết mà mình không biết ghe nào. Nhưng mà vậy đó, theo các bạn gì đó, ba ghe này bảng B thì theo các bạn nghĩ ghe nào sẽ đứng cái bảng, và ghe nào và gì bảng, và ghe nào sẽ bị loại? Một, bị xây Ram Càng Long. Hai, Quất Bích của thị xã Vĩnh Châu. Ba, Điền Mùa của Bạc Liêu. Bảng B, ba chiếc ghe này các bạn chỉ đón hai chiếc nào sẽ vô dòng bán kết? Thì có gì các bạn cứ comment là bình luận ở bên dưới. Còn bảng A, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau và Trà Vinh, thì theo các bạn, ghe Phù Lý của Vĩnh Long, ghe Thác Đác của Kiên Giang, và ghe Gạch Chồng của Cà Mau, và ghe Prom Cầu Kè của Trà Vinh, theo các bạn, bốn chiếc ghe này, ghe nào sẽ vô bán kết? Hai ghe vô bán kết là nhất bảng và nhì bảng. Theo dự đoán của các bạn, bốn chiếc ghe này ghe nào sẽ dành và cái vé dành vé vô bán kết của giải đấu đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh đó, theo các bạn đó. Còn ghe nữ thì giống như thông tin mình có nói về trước rồi, chỉ có ba ghe các bạn. Mình rất tiếc là ghe của tỉnh Hậu Giang, hai chiếc ghe tỉnh Hậu Giang không có tham gia, đó là chiếc nam dưới chiếc nữ chùa bên Hậu Giang các bạn, Sập Hiên các bạn, chùa Sập Hiên của Hậu Giang. Là mình rất tiếc là ghe nữ của Sập Hiên không có đi tham gia. Và một điều rất tiếc nữa, cũng ghe nữ nữa thuộc về tỉnh Kiên Giang, đó là ghe Cà Nhung cũng không có đi tham gia đó. Nói chung theo các bạn, ghe nữ Ngã Năm, Rất Chết Ngã Năm, Sóc Trăng và Thác Lát của Kiên Giang, và Cò Thông của Bạc Liêu, theo đánh giá của các bạn, ba chiếc ghe nữ này ai sẽ giành chiếc vô địch giải đồng bằng sông Cửu Long diễn ra tại tỉnh Trà Vinh? Một, Cô Trung. Hai, Cò Thông. Ba, Thác Lát. Ba chiếc ghe này theo các bạn nghĩ ghe nào sẽ giành dễ nhất chiếc vô địch tại tỉnh Trà Vinh? Thì có gì các bạn comment ở bên dưới. Còn dạ, còn giải đấu nam nữ phối hợp thì các bạn biết rằng nam nữ phối hợp giờ hiện tại là tôi sẽ nói cho bạn biết. Sóc Trăng, Quất Bích phối hợp
2. Bình Sĩ Ba Lan Càng Long phối hợp. 3. Thác Lát Kiên Giang phối hợp. 4. Điền Buồn Bạc Liêu phối hợp. Theo các bạn, 4 tỉnh này, 4 chiếc xe này phối hợp nam nữ, ai sẽ giành chiếc vô địch năm 2020 diễn ra tại tỉnh Trà Vinh thì có cái gì các bạn ở cái bình luận ở bên dưới. Còn và bảng 800m nam thì theo mình nghĩ thì giải cái giải 1200m với 800m nam thì không có gì thay đổi. Thì mình theo mình định đánh giá thì hiện tại là mạnh nhất hiện tại là PC Ba Lan Càng Long. 2. Cầu Kè của Trà Vinh. 3. Quách Bích của Sóc Trăng. Còn Điền Muôn mình không thể là không nói. Điền Muôn cũng là một re rất mạnh, bởi vì là mới bơi ở huyện Phước Long, Điền Muôn đã giành chiếc vô địch ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Còn Thác Lát thì cũng là đương kim vô địch Okamoc năm 2019 cũng diễn ra tại tỉnh Kiên Giang. Thác Lát đã giành chiếc vô địch. Mình bây giờ hiện nay mình không có đánh giá là mình không có đánh giá là đối thủ nào yếu. Mình rất mong các bạn là bất cứ ghe chưa xuống nước, mình đừng có đánh giá đối thủ quá thấp. Là những ghe nào mà đánh giá đối thủ quá thấp, ghe đó sẽ xe đồng. Đó, tôi xin nói gì đó. Còn nói về đội nữ, nói chung tôi không phải là nghiêng về tôi tỉnh nhà, mà tôi nghĩ chắc chắn là khoảng 90% đi, 100% thì tôi không dám nói, thì ô chung có thể là giành chiếc vô địch theo ý tôi thôi em. Còn ý các bạn sao thì tôi không biết. Ghe nữ đó, ghe nữ ba chiếc là Thác Lát, ô chung và Cò Thông. Nhưng Cò Thông với ô chung thì hai đội ghe này cũng là rất mạnh, một đội ghe rất mạnh của tỉnh Bạc Liêu và một đội ghe rất mạnh của tỉnh Sóc Trăng. Và Thác Lát thì tôi cũng chưa từng thấy bơi, tôi cũng không có dám đánh giá như thế nào. Nhưng mà tới chừng mình nói chung, chừng nào xuống ghe xuống sông rồi thi đấu mới mình biết là ghe nào ghe đó lẹ hay là chậm mới mình biết được. Hôm qua thì game prom bạn, chiều hôm qua không phải bữa nay nữa, chiều hôm qua là game prom là Hà Thị bạn, làm lễ Hà Thị rất là hoành tráng các bạn. Buổi sáng nay 11 giờ là Quách Bích của thị xã Vĩnh Châu cũng Hà Thị, và 8 giờ Hà Thị ghe ngon chùa Âu Trung ghe nữ, và cũng 9 giờ cũng bữa nay chùa Điền Muôn của tỉnh Bạc Liêu, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũng Hà Thị các bạn. Đó, nói chung là bữa nay Hà Thị là hình như là 4-5 ghe vậy. Còn PC Ba Lan Càng Long sẽ Hà Thị ngày chủ nhật các bạn, Hà Thị ngày chủ nhật. Đó thì cái đây là thông tin mình biết, bạn bè nói chung mình rất cảm ơn cái thông tin đua ghe ngon của đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức tại tỉnh Trà Vinh. Mình rất cảm ơn bạn bè đã cho mình biết cái thông tin. Nói chung thì mình cũng biết thông tin cũng ít rồi, nhưng mà nhiều khi cũng vừa được bạn bè ở Trà Vinh, Kiên Giang, rồi Vĩnh Châu rồi đó, rồi bên Âu Trung, Hà Nam, người ta cho mình biết cái thông tin thì mình rất cảm ơn. Rồi mình được cái thông tin này, mình mới lên mình nói cho các bạn biết, cái cho các bạn hiểu, cho các bạn biết. Nói chung là giải được tổ chức tại tỉnh Trà Vinh là vào lúc 12 giờ khai mạc, là ngày 1 tháng 8 bạn, 11 tháng 8 dương lịch đó bạn, Tây á, mình mới chơi Tây á, dương lịch 1 tháng 8 là đúng 12 giờ làm lễ khai mạc đua ghe ngon. Và bữa sau cũng như bữa trước cũng đúng 12 giờ làm lễ khai mạc giải đua ghe ngon đồng bằng sông Cửu Long, cũng được tổ chức tại tỉnh Trà Vinh cũng đúng 12 giờ các bạn. Bây giờ thì theo các bạn thì ghe nào sẽ đoạt chiếc vô địch 1200m và 800m nam? Một là Càng Long, 2 Prom, 3 Quách Bích, 4 Điền Muôn, 5 Gạch Chồng Cà Mau, 6 Vĩnh Long, 7 Thác Lát Kiên Giang. Đó thì cái này là 7 ghe đó các bạn nam á, thì các bạn cho ý kiến mình ghe nào sẽ giành chiếc vô địch một cự ly 1000
200m và 1000 và 800m. Còn nam nữ với nhau thì 800m, 1000m thì mình có nói có 4 ghe, 4 đại diện. Đó là vì xây Ba Nam Càng Long phối hợp, Quốc Bích Vĩnh Châu phối hợp, Thác Bác Duyên Giang phối hợp và Điềm Muồn của Bạc Liêu phối hợp, 4 chiếc ghe phối hợp. Theo các bạn thì 4 ghe nam nữ phối hợp này ghe nào sẽ giành chiếc vô địch? 1. Vì xây Ba Nam Càng Long, 2. Quốc Bích Vĩnh Châu, 3. Thác Bác của Kiên Giang, 4. Điềm Muồn của Bạc Liêu. Đó là nam nữ phối hợp của bạn. Có gì thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới cho anh em, các bạn đó người ta xem, người ta biết các bạn bình luận ghe nào sẽ đọc chiếc chiếc địch ha. Cái đó là mình nói là nam nữ phối hợp, còn nữ chỉ có 3 ghe. Mình rất tiếc cái giải đấu của tỉnh Trà Vinh là giải đấu đồng bằng sông Cửu Long diễn ra tại Trà Vinh, mình rất tiếc là ghe tham gia rất là ít ghe, các bạn rất ít luôn. Nữ chỉ có 3 ghe, bây giờ nói chung là ghe nào bây giờ hiện tại thắng thua gì cũng có huy chương, có huy chương hết trơn à, chỉ có 3 ghe đó, huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, ba huy chương có hết. Nếu gần tới mà có cái sự cố nào đó, thí dụ đó mình thấy sự cố nào có một ghe nào mà không đi nữa, chắc hai ghe bơi chết nhiều luôn á, ghe nữ em, giống như ở bên Hồng Vân Bạc Liêu vậy đó, giống như treo Kiên Giang đăng ký xong rồi tới ngày thi đấu rồi không có thi đấu, thí dụ đó. Rồi thí dụ nếu mà không có thi đấu chỉ có hai ghe thì chết nhiều luôn đó, thí dụ vậy đó. Nói chung mình rất tiếc là ghe rất ít, đúng ra là một đội ghe rất mạnh của tỉnh Hậu Giang, đó là Sập Điêu không có đi, là mình thấy là một mất mát rất lớn của tỉnh Hậu Giang. Bởi vì là ghe này là một ghe rất mạnh, một ghe rất mạnh đồng bằng sông Cửu Long, đó là ghe Sập Điêu nữ là không có đi tham gia các bạn. Nói chung là Hậu Giang là nam nữ nó gì không có đi tham gia hết, tỉnh Hậu Giang là không có chiếc nào đi tham gia giải đồng bằng sông Cửu Long tại Trà Vinh. Theo đánh giá của mình, nữ thì mình dự đoán là Hồ Chung các bạn. Còn nam, mình dự đoán với nam thì có thể là càng Vì Xây Ba Nam Càng Long, nó theo mình dự đoán nha. Còn xếp thứ hai, thứ ba thì Quật Bích với Improm, thì hai ghe này mình nói chung chưa từng gia chạm ấy, chưa từng thi đấu với nhau á, thì mình cũng chưa biết cái tốc độ hai ghe này như thế nào. Bởi Improm là đương kim vô địch 2019 diễn ra tại Trà Vinh, còn Quật Bích thì ghe cũng mới sửa lại 90%, thì mình cũng chưa biết tốc độ ghe là như thế nào. Thì mời các bạn theo dõi mình đi quay video trực tiếp của bên tỉnh Trà Vinh cho các bạn xem, và các bạn nhớ đăng ký kênh Sơn Mỹ TV ủng hộ mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký cái chỗ chữ đỏ dưới video, các bạn bên tay phải chữ đỏ, các bạn nhấp vô chữ đăng ký, các bạn phải nhấp vô chuông nữa các bạn. Có gì mà tôi có video mới nó sẽ báo cho các bạn biết là có video mới, các bạn nhấp vô chữ đăng ký màu đỏ dưới rồi nhấp vô chuông, cái chuông đó nó để hình chuông đó, nhấp vô chuông rồi nhấp vô bà chuông báo thì nó sẽ báo cho bạn biết là từ nào tôi có video mới thì nó sẽ báo các bạn. Bây giờ là clip của mình tới đây là kết thúc. Bây giờ tôi xin chúc các đội ghe là hết các đội ghe, là chúc các đội ghe đi thi đấu gặp nhiều may mắn, và đội nào cũng phải giành giải nhất hết trơn đi, đã có giải nhất rồi. Nói chung vậy đó, chúc các đội ghe đi thi đấu tốt các bạn đó, xin chúc các đội ghe đi thi đấu tỉnh Trà Vinh tốt hết đó. Rồi clip của mình tới đây là kết thúc, mến chào cô chú anh chị các bạn, clip của mình tới đây là kết thúc. Xung cục dung lia phúc mai bằng quân ngọt nhé, video dừng trong là đi số mình chọc xuống phúc mai bằng quân tên sân video ông tu quân khách ra bình dừng trong thoát video bằng quân phúc mai tên sân đối to từ xung cục lia.